mình làm kính chào quý khán giả một quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh theo đại khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết thời tiết khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn gió nhẹ nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 33 độ C và sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh huyện Tân Biên và Tân Châu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 cho đến 32 độ C và độ ẩm là 95%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho đến 33 độ C và độ ẩm là 94%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa nhỏ, chiều mai có mưa rào, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 cho đến 32 độ C và độ ẩm là 92%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 33 độ C và độ ẩm là 93% khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 cho đến 33 độ C và độ ẩm là 94%. Cảnh báo mưa dông gia tăng, trong mưa dông có nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Và mực nước cao nhất tại gò dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 1.15m cho đến 1.25m và sau đây là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai thưa quý vị năm nay thời tiết nắng nóng lượng mưa ít sâu đầu đen bùng phát nhanh gây hại nghiêm trọng hàng trăm hectare dừa tại các tỉnh ở đồng bằng sông cửu long tại huyện chợ gạo tỉnh tiền giang vừa diễn ra hội thảo bàn giải pháp quản lý sâu đầu đen gây hại dừa hội thảo do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giang phối hợp với ủy ban dân huyện chợ gạo tổ chức gần đây diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen được ghi nhận tăng trở lại Đến tháng 10 năm 2024, loài sâu nguy hiểm này đang gây hại tại 6 tỉnh, gồm Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Kiên Giang, với diện tích dừa bị nhiễm gần 1.010 hecta. Ngoài ra, sâu đầu đen còn được ghi nhận xuất hiện tại Tây Ninh. Đến ngày 10 tháng 10, hai địa phương có diện tích bị sâu đầu đen gây hại lớn nhất là Bến Tre, 594,7 ha, Tiền Giang, 279,3 hecta. Tỉnh Tiền Giang có diện tích dừa 22.400 hecta tập trung tại huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phú Đông, Gò Công Tây, thành phố Mỹ Tho, trong đó các chống dừa uống nước chiếm 60%. Tháng 4 năm 2021, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang ghi nhận lần đầu tiên sau đầu đen xuất hiện tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, với diện tích gây hại khoảng 5 hecta thuộc 15 hộ. Công tác phòng trừ được triển khai kịp thời khẩn trương nên mật độ sâu hại đã được khống chế, không lây lan. Tuy nhiên, đến năm 2023, diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen được ghi nhận trên 37 ha thuộc 81 hộ trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Đến tháng 8 năm 2024, diện tích nhiễm tăng nhanh gần 200 ha. Dùng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chủ động điều tra phát hiện, thông tin tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đến người dân. Tuy nhiên, hiệu quả phòng trừ chưa cao. Chi cục trưởng, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang cho biết, Đa số vườn dừa nhiễm sâu đầu đen bị già cỗi, thân cao nên rất khó phát hiện và phun thuốc phòng trừ. Bên cạnh đó, dưới tán dừa còn là nơi người dân sinh sống, chăn nuôi gia súc gia cầm nên biện pháp phun thuốc hóa học sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi. Vì vậy, khó triển khai. Ngoài ra còn một bộ phận người dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước nên hiệu quả dập dịch sâu đầu đen không cao. Hội thảo đã ghi nhận 6 ý kiến tham luận về các giải pháp phòng trừ, kinh nghiệm nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, Viện cây ăn quả miền Nam, Trường Đại học 55, Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam. Với các ý kiến tham vấn của chuyên gia, nhà khoa học, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ tiếp tục tổ chức ra quân đồng loạt phòng trừ sâu đầu đen với các biện pháp khoa học lẫn sinh học. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại